Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của Thọ Áo Đời Phóng nhá. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1 giúp em các bác nhá. Vâng, hôm nay em này sưu tầm được một số các loa bát 20 các bác nhá, dòng toàn giải của Piolo các bác nhá. Dòng này thì nói thật các bác là hết hàng lâu lắm rồi nhưng hôm nay mới có một lại được ít hàng các bác nhá. Đấy. Thì con này thì nó là dòng Piolo nó quá là thân thuộc với mọi người rồi. Đấy. Đây. Ok cho các bác. Đấy. Thông tin của nó ở trên này. Ok. Con này thì được sở hữu một cái cấu hình côn là côn 25.5 thôi nhá, côn 25.5. Đấy, côn 25.5. Nó sử dụng gân ngược là gân phía gân dưới, xin lỗi, bỏ gân ngược. Gân ở phía dưới chứ không phải gân bình thường, nó các con khác nó sẽ tràn lên trên này nhưng con này nó ở dưới rất là đẹp. Và nón của nó là nón nón vải các bác nhá. Nón vải nên là cái tiếng nó ra rất là tốt. Tiếng nó ra cả tiếng chép. Đây các bác nhìn đây ạ, em lắp một cái bát này và các bạn thùng thôi, không có chép đâu nhá. Các bác nghe này. Đây là bát 20 các bác nhá, côn 25.5. Thì dòng này của nó ưu điểm của nó là những dòng loa thiên về tiếng lời là nhiều thôi nhá. Tiếng bát của nó cũng ở trên ngưỡng gọi là ok thôi, chỉ nếu đánh bát sâu thì chắc chắn là côn, những cái dòng côn to hơn thì bát nó sẽ sâu hơn. Nhưng bác nào mà thích nghe những cái dòng mà âm thanh chi tiết nhẹ nhàng, cái boreno nhẹ nhàng ấy, tiếng chép, tiếng sang tiếng bát mà nó êm ái thì là dòng này thì là ưu điểm của nó là dòng êm ái thôi nhá. Đấy. Bản thân dòng này thì nó thiên về tiếng lời nhiều bởi côn nhỏ đấy. Côn của nó 25.5 thì tiếng nó ra tiếng rất là sạch sẽ, lời rất là ngọt. Nhưng bác nào mà thích kiểu là nhẹ nhàng, boreno, thích nghe tiếng tiết tấu thì là dòng này thì tuyệt vời. Còn bác nào mà thích bát đánh tích cực thì chắc chắn là dòng này là không tích cực đâu. Đấy nhá, để em nói luôn. Đấy. Dòng này là nó toàn giải nên nó ra cả 3 giải các bác nhá. Bát trung chép luôn. Đấy, bát trung chép luôn. Thì em cũng không có số lượng nhiều. Em cũng chỉ mua được một ít thôi. Đấy, các bạn nhìn đây. Loa rất là đẹp các bác nhá. Còn rất là đẹp. Đấy. Thì đôi này em đang bán là 580.000 một đôi đúng nhá. Xả hàng cho các bác giá 580.000 một đôi, bao ship cho anh em luôn. Đấy, ok. Đấy. Xương trắng rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Bằng sóng giống bằng JB các bác nhá. Bác nào mà mua dòng này về lắp thành bốt 601 ấy thì tuyệt vời mà trời luôn. Đấy, hoặc 301 cũng được. Đấy, vừa nghe nhạc nhá. Sắp tới là em sẽ nghiên cứu được mấy cái mẫu thùng của nó và em sẽ bán cả thùng luôn. Thì hiện tại giờ này chưa có thời gian nghiên cứu nên bác nào quên mua loa thì về mục đích các bác cứ mua thôi nhá. Đấy. 580.000 một đôi, bao ship cho anh em luôn. Đấy, xả hàng cho anh em luôn. Đấy. Một đôi loa Piolo. Đấy, hàng dòng toàn giải các bác nhá. Nó ra cả 3 giải các bác nha, ra cả bát trung chắc luôn các bác nhá. Đấy, rất là sáng. Ok. Mọi chi tiết mua hàng các bác gọi điện thoại cho bên cơ sở 1 giúp em nhé các bác nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em.